Em ăn một tí đi. Có gì khó chịu thì bổ quả sự với anh, xem anh có giúp được gì không. Giữ bực tức trong lòng nhiều là xấu đi đấy. Em giận gì Đào à? Chả thế. Ông ở bên cạnh tôi suốt ngày còn không biết nữa. Giận từ ngày hôm qua rồi. Thế em giận gì nó? Nói ra để anh giải quyết. Em chắc chắn một điều là cái Đào nó có chuyện gì giấu em lớn lắm. Hôm trước em mất gặp nó với cả ông Nghiệm đi cùng với nhau. Nhưng mà em nghĩ chỉ tình cờ thôi. Nhưng mà hôm sau em đi ra cửa hàng, em phát hiện ra là nó bỏ cả cửa hàng. Đi về nhà thì cả hai vợ chồng đều biến mất. Em hỏi nó thì nó bảo là chẳng có gì cả. Mỗi thế thôi. Úi giời ơi, tưởng gì, biết đâu nó có chút chuyện riêng thì sao. Ai chả có bí mật. Không, không được. Con này quá là không được luôn. Ai cũng có bí mật, nhưng giữa em và nó thì không thể có bí mật. Anh chắc chắn, cái Đào có gì khuất tất, nó làm gì có lỗi với em rồi. Nào, ý anh là gì? Anh cũng là bạn nó bao nhiêu năm, anh thừa biết tính nó, không được nói xấu. Nói thế này cũng không được, nói thế kia cũng không được. Tóm lại bây giờ là như thế này, em thấy cái Đào có gì đó mờ ám. Chuyện này có thể không liên quan đến em, nhưng mà vì nó không kể cho em nên em cảm thấy rất là bực tức, đúng chưa? Đúng. Thế bây giờ em muốn gì? Anh Quý à? Ờ. Thế cả nhà vẫn đang ăn cơm à? Vâng. Anh ăn cơm chưa? Làm ăn cơm cho vui anh. Ờ, thôi, nhà tôi vừa ăn xong, đang định sang để rủ cậu ra ngoài làm ấm trà. À, thế chờ em ăn cơm xong em rửa bát rồi em ra. Ờ, thế cũng được. Tôi ra trước nhé. Anh Quý ơi. Hả? Anh cứ ra trước đi. Hảo đi theo anh luôn đấy ạ. Ờ. Nhưng mà anh đã ăn đâu? Thì em với con ăn, xong lát nữa em để phần, xong em sẽ rửa bát luôn. Anh cứ đi với anh Quý đi. Đào bảo là yên giận lắm. Sang thì thấy vẫn bình thường mà. Bình thường? Anh Sang thì mới bình thường thôi. Tính yên nhà em giận cá chém thớt, mà em chính là cái thớt đây, bị chém không trượt phát nào. Giận gì thì phải nói để người ta mới biết được. Cái này chả biết ngứa chỗ nào mà gãi. Thì thế, cứ như là đa nhân cách ấy. Lúc thì tức giận, xong tự dưng lại khóc thút thít. Em vừa nói xấu cái Đào nhá, sửng cổ lên, đánh em, bênh luôn. Không biết ngứa ở đâu để mà gãi cơ. Gãi sai phát á, ăn bưởng luôn. Dã man. Đấy, anh thấy chưa? Kệ cô ấy đi. Tóm lại, có chuyện gì cậu có biết không? Theo suy đoán của em nhé, cái Đào nhà anh có chuyện giấu cái Yên nhà em. Cái Yên nhà em biết đấy, chó nghiệp vụ mà. Nhưng mà cái Đào nhất quyết không nói, thành ra cái Yên nó càng tức. Hóa ra là chuyện này. Thật ra cái việc này cũng hơi ngại, vì nó liên quan đến người khác, cho nên là Đào nhà tôi cũng không tiện nói. Anh cũng biết à? Ừ. Anh nói đi. Thì đã bảo không tiện nói ra, cứ hỏi. Chung quy là không liên quan đến gia đình anh đúng không? Không liên quan. Thế thì quan tâm làm cái chó gì? Ừ. Nhưng
lát nữa Yên nó hỏi anh biết trả lời thế nào. Thì cậu cứ bảo là anh em rủ nhau ra đây nói chuyện linh tinh, bóng bánh, euro. Đàn ông thiếu gì chuyện để nói. Hy vọng là nó không điên lên. Chồng đang làm gì đấy? Sáng nay anh đang vu vơ một cái ảnh thôi mà tận 70 người like đấy. Thật á? Ừ. Đâu? Em xem nào. Đây đây. Ôi. Chồng đang đọc comment đấy. Này, chồng em đẹp trai như thế này thì phải 7.000 like. Khoan, có gì đó sai sai. Ngựa đang muốn hỏi chuyện gì đúng không? Này, hôm nay chồng nói chuyện gì với anh Quý đấy? Thì nói chuyện linh tinh thôi. Linh tinh á? Ừ, không lẽ phải nói chuyện chính trị hay là thời sự à? Anh Yên à, tôi đi rửa bát cho ông, để ông ra ngoài kia nói chuyện phiếm á. Ông phải thấy cái chuyện gì mà ông quan tâm thì ông phải nói chứ. Này, chuyện vợ con ông không quan trọng đúng không? Đương nhiên, chuyện của vợ anh là quan trọng nhất. Nhưng mà anh thề, anh không nói xấu vợ một câu nào hết. Sao mà nào nữa? Hết rồi. Tối nay nhá, ông ngủ ngoài này, đừng có vào bên trong kia với tôi. Nhưng anh có làm gì sai đâu. Không làm gì sai à? Ông không biết hỏi chuyện nào. Em phân tích cho anh hiểu này. Người có bằng là anh. Ừ. Người có thể chạy xe máy ngoài đường thoải mái tự do là anh. Ừ. Người có hàng là em. Nhưng mà em lại không có bằng. Anh hiểu không? Thế thì... Này, cậu nói đến đây tôi thấy tôi có vẻ là một người không được thông minh lắm hay sao nhỉ? Đơn giản mà. Anh có bằng, anh đi được xe ngoài đường thì anh xếp hàng hộ em cái. Cái gì? Cậu bảo tôi làm shipper á? Vâng, đơn giản mà. Thì... Anh Quý... Anh Quý ơi, anh nhìn đi. Một đống hàng như thế này, đi xe máy ship chỉ mất 3 tiếng thôi. Còn đi cái xe đạp điện kia, 3 năm em sợ chưa về được. Nhưng mà tôi còn con nhỏ. Rồi, có cái gì đâu, chuyện nhỏ. Anh để em trông cho. Thằng Cún hồi xưa một tay em chăm chứ ai. Anh Quý... Có được không đấy? Quá được chứ. Anh chỉ cần nói việc cần làm thôi, phần còn lại để em lo nhá. Hai bà ơi, nó là người yêu cũ. Là người yêu cũ đấy hai bà nội ạ. Chúng nó đi với nhau khắp nơi, xong lại còn vào cả khách sạn nữa, xong lại không có gì. Ôi, chúng mày bị ngáo rồi. Không, thật mà. Con bé đấy bị mất trí nhớ tạm thời, người nhà ở trong Nam chưa kịp ra. Một mình ông Nghiêm là người quen ở đây thì chả phải giúp. Đúng rồi đấy. Mà con bé còn chả có tình cảm gì với anh Nghiêm cơ. Đúng rồi. Mẹ con bé ở trong Nam mãi mới ra đón nó. Nói gì thì nói, chính bọn tao chứng kiến còn thấy lạ, chứ nghe kể như mày làm sao mà tin nổi. Còn gì nữa, may mà tao với mày đi tìm hiểu rõ ràng ngọn ngành đấy. Chứ nếu mà ông Nghiêm nhà tao có khai thật thì tao cũng không thể tin nổi. Thật không đấy? Tao mà ở đấy kiểu gì là tao cũng biết được đấy có phải là gian tình hay không. Mà không, tao mà ở đấy nhá là tao có phải vào đấm nó một cái đã. Tao thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trời ơi, nghe chúng mày nói tao ơi, mày ngứa hết cả tay. Rồi rồi rồi, biết rồi. Mày thấy chưa, mày nghe tao không gọi con Yên đến, chứ không nó đến chuyện nó còn to thế nào nữa. Cái gì? Hóa ra mày bảo cái Trang không gọi điện cho tao à? Ai mà gọi lắm thế. Nhìn đi con, để chú nghe điện thoại nhá. Alo, anh đây. Anh đang ở đâu đây? Anh đang giao hàng cho khách chứ ở đâu? Sao lại có tiếng trẻ con?
Thì là bởi vì con nhà người ta khóc chưa hai em. Anh có biết là khách hàng người ta gọi điện đến công ty phản ánh từ sáng đến giờ người ta không gọi được điện cho anh. Thằng chưa đến thôi, thế thế nào? Cái gì? Sao vẫn chưa đến nhỉ? Anh nói như thế là như thế nào?